Hoa hậu người Việt tại Úc, hàng hiệu đếm không xuể, đồ hở bạo căng đét. Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc 2015, Julie Nguyễn được biết với ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang ăn mặc sang chảnh, cuộc sống giàu sang. Julie Nguyễn, tên thật là Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1997, được giới trẻ biết đến khi đạt danh hiệu Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc 2015. Đến năm 2017, các tờ báo lớn của Mỹ là Daily Mail, Independent, Business Insider và The Sun đã đăng tải loạt ảnh trên tài khoản Instagram có tên hội con nhà giàu Việt Nam Rich Kids of Việt Nam. Ngoài tên Nguyễn Trinh Hoàng, một cái tên nổi bật không kém chính là Julie Nguyễn. Sở hữu số đo 3 vòng đáng mơ ước 86-58-88 và chiều cao ấn tượng 1m70. Hình ảnh cô khoe dáng nụt nà trên chiếc du thuyền sang chảnh trên báo Mỹ từng khiến không ít người ghen tị. Sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc 2015, Julie Nguyễn liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang ăn mặc sang chảnh cùng cuộc sống giàu sang, có cuộc sống đủ đầy, Rich Kids này luôn tậu cho mình những món đồ hiệu xa xỉ, sản phẩm đắt nhất mà Julie bỏ tiền ra mua có giá khoảng hơn 300 triệu đồng. Cô từng tiết lộ, không quan trọng là giá tiền như thế nào, chỉ cần món đồ đó phù hợp và có thể làm tôn lên giá trị của bản thân cô sẽ chi mạnh tay. Cho đến thời điểm hiện tại, Julie có một bộ sưu tập với rất nhiều những món đồ tự mua, được tặng hay quà của nhãn hàng. 9X cho biết, toàn bộ đồ hiệu của mình được để ở Việt Nam, được cô sử dụng khi đi chơi hoặc tham gia các sự kiện giải trí. Julie Nguyễn từng có thời gian thân thiết với Kỳ Duyên khi thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp cùng nhau trên trang cá nhân. Tuy nhiên sau đó, cả hai không xuất hiện cùng nhau, khiến dư luận đồn đoán chuyện mâu thuẫn. Nói về ồn ào này, người đẹp sinh năm 1997 từng chia sẻ, Julie cảm thấy mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng. Tính cách sẽ thay đổi và mình thấy không phù hợp với nhau nữa. Tụi mình cảm thấy không có tiếng nói chung nữa, nên quyết định không chơi với nhau. Bây giờ công việc của Julie cũng rất bận. Julie cũng không có nhiều thời gian ở bên gia đình và tụi mình không có thời gian gặp gỡ nhau như trước. Ngoài ra giữa hai đứa cũng có những câu chuyện chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. Cách đây ít ngày khi tin đồn Châu Bùi hẹn hò với Binz bùng nổ, Julie Nguyễn người được cho là tình cũ của nam rapper cho hay. Julie hiện không có ở Sài Gòn và sẽ đóng tất cả các trang mạng xã hội trong những ngày tới, nên có việc gì gấp mọi người liên hệ qua quản lý giúp Julie. Nắm một số hình ảnh của Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc 2015, Julie Nguyễn.